Thành chưa xây xong, thế Thành có cách gì không? Bẩm thưa, dạ Thành có một cách, nhưng xin nhà vua hãy tập đàn dạ giới, câu đẻo bắt bắt Thành. Ngươi có làm hai ý đó, mong trời là nước ta. Vào ngày mùng 7 tháng 3, bỗng thấy một ông già đi, đi đến trước. Lão kia, lão đến từ đâu? Cho biết trình tán. Ta đến vô danh, vô tăng. Ta cần gặp nhà vua. Được rồi, đưa ông ta đến. Được rồi, đưa ông ta đến gặp nhà vua. Muốn tâu hạt, có người muốn ít kiến rồi. Cho vào. Ừ. Ta đã tốn rất nhiều công sức cho việc xây thành, nhưng lại không được. Ở đó là tại vì sao? Sẽ có thứ thanh giang tới cùng nhà vua xây dựng thành mới thành công. Không tỏ việc đất trời, âm dương lãng thần, ta có thể giúp người xây thành. Người đó chính cụ già đã cho ta biết. Xây thành đã xây xong, không còn gì để ta ở lại, ta đi đây. Mà nhờ của thần mà thành đã xây xong. Nhưng mà nếu bây giờ mà có giặc ngoại xâm tới, thì bây giờ người phải lấy gì mà chống? Vực nước suy thính, xã tắc an nguy đều do mặt trời, con người có thể tốt đức và kéo dài thời gian. Nhà vua ước muốn ta tích chi? Tháo một bút đi cho người thân nhận ra đập vật này lặt lên nỏ, nhằm quân giặc mà bắn thì sẽ không lo gì nữa. Rồi. Ta lỗ đâu? Có thần. Ngươi hãy làm nỏ và lấy cái móng này làm lẫy. Tốt lành. 3 ngày sau, chồng Thủy mang sính lễ đến, cầu hôn mị Ninh Châu. Thưa nhà vua, xin cho con được cưới mị Châu, con gái của người. Mị Châu đâu? Ra đây ta bảo. Thưa hai ông con ơi. Con xin được mấy. Con gái yêu. Đây, hai con đã là vợ chồng, có gì phải phải nhìn nhịn nhau nha, cùng nhau sống hạnh phúc nhé. Đường đường là một phò mã nhưng chưa một lần được nhìn thấy nỏ thần, bảo vật của nước nàng. Nàng có thể cho ta nhìn nó một lần được không? Xem nó dài ngắn như thế nào? Nhưng ta chỉ muốn nhìn xem hình dạng nó thôi. Ta sẽ không chạm vào đâu, chỉ nhìn thôi mà. Thôi được, thiếp sẽ giúp chàng. Nhưng chỉ được nhìn thôi nha. Chuyến này ta nhất định sẽ là vua nước Âu Lạc. Gạch gạch gạch. Sáng hôm sau, Triệu Đà mang quân sang đánh. Triệu Đà mang quân lên xâm lược nước Nam. Nhưng trong thời điểm này, vua An Dương Vương vẫn thản nhiên đánh cờ. Bọn vua. Bọn vua quân Triệu Đà đã xâm chiếm nước ta. Không có sao đâu. Chiếu. Nói nhà vua giỏi. Đúng thật. Quân Triệu Đà không tự lượng sức mình, miệng nó còn hơi sữa mẹ, chưa biết là gì mà phải trái mà đi ám xâm lược nữa. Ai cắt đi. Ngươi không sợ nó hàng của ta sao? Nó thành của ngươi là cái gì mà ta phải sợ? Rồi ta đi. Vậy các ngươi không được sức mình rồi. Ca lỗ đâu? Nói thằng đâu, lấy ra đây, nhanh lên.
đi đi. Nó hình nằm vẫn nằm trong kho nên thành cũng ở kho hình thành cũng biết. Đây em không? Nó hình đây. Đúng ta. Rồi. Nó cùi. Xong rồi. Người lừa dối thì chết đi sẽ biến thành châu ngọc để rửa sạch mối nhục thù. Lòng ta đau khổ hơn xiết. Đây ta đã giết con gái ta rồi. Không còn đánh nhà đâu. Mau cầm súng ta giác, ta sẽ rẽ rồi nước sơn xuống bể. Sao nàng lại chết? Ta đã có nhiều lỗi lầm với nàng. Kiếp này ta sẽ còn... ta sống còn ý nghĩa gì nữa. Châu về mai táng ở La Thành, xác biến thành ngọc thạch. Trọng thủy thương tiếc vô cùng khi đi tắm tưởng thấy bóng bị châu dưới giếng. Khi đi tắm tưởng thấy bóng bị châu dưới giếng. Nàng đợi ta với, rồi lại xuống.受过的伤，谁的欲望，谁的战场，让我们都背离善良。何时才能回到故乡？何时才能看他的红妆？我用长剑劈断目光，劈不断我想家的狂。一条大河游，红呀红我家，有妻有儿有花呀花房呐。鸡飞莫飞游，牛呀牛羊壮呐，中斗中道游，有才华。啊！哎哎，别别别！